Hôm nay chúng ta quay lại với Liên Việt nha. Mấy hôm rồi thì là hôm lễ, hôm 2/9 nên mấy hôm mình cũng hơi bận nên chưa quay. Chúng ta thiếu mất 2 buổi và cũng có thể sẽ được bù trong tuần này, đúng không? Và chúng ta sẽ cố gắng kết thúc sớm của bên Liên Việt, đúng không? Chúng ta chuyển sang các nội dung tiếp theo. Thế thì mấy hôm vừa rồi, mấy hôm cuối tuần, đúng không? Cơ bản thì thị trường cũng đang hồi nhẹ thôi. Và đến giờ thì ở cái mốc 15 mấy này là từ cuối tháng 7, đúng không? Như vậy là hơn 1 tháng rồi. Và hôm nọ thì chúng ta cũng đã nốt được cái bảng cá bạch rồi, mặc dù thử xem là như nào, nhưng thực ra thì cũng mất tương đối thời gian và cũng không có nhiều thông tin thêm. Và nói chung họ chỉ lặp lại thôi và thêm được một chút thông tin thôi. Và nói chung nó không có gì mới mẻ cả. Hôm nay thì chúng ta sẽ sang cái phần mới là liên quan đến đại cổ đông. Ở đây thì mình tranh thủ đúng không? Bật mấy cái tài liệu bên đại cổ đông của bên cả bên cà phê lẫn bên Liên Việt đúng không? Để xem như nào. Ở đây thì liên quan đến đại cổ đông năm nay thì họ có một vài cái thông báo đúng không? Một là ngày 7 tháng 3 nó liên quan nghị quyết để tổ chức đại cổ đông đúng không? Sau đó thì đại cổ đông diễn ra vào cuối tháng 4 vừa rồi đúng không? Mình xem cái thông báo mời họp cổ đông xem như nào. Và đúng rồi, họ chỉ nói dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh thôi, nó như vậy thông báo này cũng không có gì mới mẻ cả. Và chúng ta sang thông báo thứ hai. Ở đây thông báo tài liệu họp họp đại cổ đông rồi, nó rất dài rồi, chúng ta cực kỳ dài luôn, và chúng ta sẽ check cho từng tí một rồi, xem nó như là, và chúng ta đang ở bên tại cổ đông 12 như thế nào, và chính là thông báo vừa đây. Đúng rồi, không có gì nhá. Thông báo mời họp này, giấy đăng ký này, chương trình dự kiến này, chúng ta sẽ chơi luôn cả ba. Nó là thông báo mời họp bây giờ. Cuối cùng thì họ dự kiến họp là ngày 28 tháng 4, vậy là trước lễ 30 tháng 4 chiều 14 giờ. Và hôm nay thì do dịch nên là nó có cái thói quen gọi là gọi là học học online mới mẻ. Địa điểm đây tại quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Vậy họ học trong chúng mình hình như trụ sở mình nhớ ở Hà Nội cơ, nhưng bây giờ lại họp thì thành phố Hồ Chí Minh, có trụ sở nhớ không nhầm thì như bên Thái Hồ Đình gì đấy, và địa chỉ này với địa chỉ cũ thì mới chắc bây giờ ở bên kia rồi. Đúng rồi, đúng rồi, địa chỉ Hoàn Kiếm nhưng họp ở thành phố Hồ Chí Minh, và rất có thể liên quan đến chủ cũ đúng không? Him làm đây đây đúng không? Chúng ta xem qua các nội dung chính. Báo cáo quản trị này, báo cáo giám đốc này, báo cáo về sao này, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động, rồi tờ trình báo cáo tài chính, tờ trình với ban phân đối lại lãi này, phương án tăng vốn điều lệ 2022 và xem kỹ lại này, tờ trình sửa đổi, nó tờ trình thu nào là hoàn thiện rồi, gửi trước 6 ngày hoặc là thư hoặc là về đây nó quản lý cổ đông A còng Liên Việt Postbank rồi rồi và mình qua nhận. Giấy đăng ký tham dự rồi rồi để ủy quyền cho bên hội đồng quản trị. Chương trình dự kiến và cũng đến tiếng rưỡi và thảo luận đại hội chỉ có 1 tiếng rồi đúng không? Siêu 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 ít.
Và mình sẽ cố gắng là hết đúng không? Nên chúng ta sẽ hết luôn quy chế. Và quy chế là xin phép bỏ qua nhé. Báo cáo hội đồng quản trị 5 trang và khả năng nó sẽ lặp lại một số nội dung trong báo cáo thường niên. Năm ngoái họp mà từ hồi dịch đến giờ thì mình thấy nó có cái trò là họp mà họp online đó, dịch không gặp nhau nên là mới có cái định hướng như vậy. Sau này mình nghĩ cũng tốt thôi, nó bởi vì thực ra nghe liver cũng tốt hơn hơn là nhận văn bản. Ủy ban nhân sự quản lý do phòng chống rửa tiền và kết quả là gì mình biết rồi. Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài cái này hiện nay chưa nha, chưa mình cũng có nhắc đúng không, buổi trưa chưa 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 Zoom đây thì chỉ có mỗi 5% thôi. Rồi. Và siêu siêu ít e-shop đến giờ nhưng cũng làm rồi, quyền mua cũng ok rồi. Đúng rồi, rồi. Giá phát hành chưa là kỳ vọng nên là à đây 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 đúng không? Hiện nay là giá phát hành chưa đạt kỳ vọng đúng không? Như vậy là chắc là có gặp gỡ rồi đúng không? Khả năng là như thế. Vâng, con trái chiếc lẻ không có gì định hướng chiến lược 2022 chuyển đổi số này, tăng vốn điều lệ này, đa dạng hóa nguồn thu này, tăng cường kiểm soát rủi ro này, xây dựng chính sách nhân sự phù hợp với chương trình đào tạo kế hoạch này, giải pháp thực hiện nâng cao vai trò quản lý, triển khai chuẩn mực 3 gen 3 này, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ này, nâng cao nữa. Rồi, còn hơi khó hiểu chút, rồi mình sang báo cáo ban điều hành. Rồi mình chạy xem nào. Huy động thị trường 1 và tín dụng thị trường 1, như vậy là trong quan hệ thị trường 1 thì huy động vẫn tốt hơn. Rồi. À, đấy là kế hoạch thôi. Cuối cùng đạt thì đạt được 91 và 98%. Dù sao thì vẫn cao hơn. Rồi. Thu dịch vụ đây. Thu nguồn lợi nhuận đúng không? Có duy nhất lợi nhuận là đặt cơ. Rồi cuối cùng thì không biết là chia cổ tức cổ phiếu bao nhiêu phần trăm. 12, 12, 12, 12. Vâng. Thì vừa rồi là bán ưu đãi khoảng 21%. Vâng, ghi dự kiến rồi, đúng không? Cuối cùng mình thấy là 12. Và mình nhảy qua tiếp nhé. Ngân hàng đã phát hành thành công còn này. Và những cái này là mình đã đi qua hết rồi. Thu dịch vụ. Công tác quản trị rủi ro đúng không? Ông 43 gen 3 này. Và nó xấu theo như báo cáo vẫn là 1,7% đúng không? Công tác quản trị nguồn nhân lực cán bộ nhân viên là 10 ngàn đúng không? Mình thấy cán bộ nhân viên của Liêm tăng rất là nhanh. Hệ thống công nghệ thông tin và chuyển đổi số và mình không dùng nên không đo được. Chúng ta chạy sang đây nào. 2022 đây họ vẫn để cổ tức cổ phiếu là 12% nhé. Vào đây như hôm trước có ghi rồi đây. Và như ở chị hôm nọ thiếu 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 và
thiếu mất tài sản. Vào đây phát hiện thì mình ghi thêm luôn vào. Muốn tổng tài sản là 336.000. Vâng. Thế còn của năm 21 là 289 194 à. Như vậy sẽ tăng 46% đúng không? Nếu mà theo như cái dự kiến kia. Sau này số tuyệt đối đây đúng không? Và cái số số tăng kia. Tăng tuyệt đối là 46. Và nếu mình gọi là so phần trăm 16. À, mục tiêu của Liên Việt là tăng 16%. Đây chúng ta có cái báo cáo sáng năm cho xem nha. Chúng ta sẽ so sánh giữa kỳ luôn. Nó tài sản được thời điểm này là 300.000 rồi. Và 300. Như vậy từ đầu năm bây giờ là tăng được khoảng 11.000. Và mục tiêu cuối cùng là 336 đúng không? Như vậy là mới hình như là vẫn hơi non. Theo như này là non rồi. Vâng. Thế còn là huy động thị trường 1 này. Rồi tín dụng thị trường 1 này đúng không? Chúng ta sẽ đạt 1.257 và 0.0. Thế còn hết năm vừa rồi thì là 2.17.014. Và theo như cái mức độ này thì là 18%. Và theo như cái con số 2.17 này thì mình nghĩ chắc là con số này rồi. Tiền gửi hàng và phát hành giấy tờ có giá đúng không? Thế còn lại thì theo đến thời điểm này 185.787 chúng ta cộng với con số dưới 224. Như vậy tính ra cũng mới chỉ tăng được có 7.000 thôi. Mà trong khi đích đến là đến 200 bao nhiêu kìa. Và rất dài. Chúng ta có các chỉ tiêu còn lại như này đúng không? Thứ nhất là tín dụng. Mà tín dụng thì năm ngoái đến thời điểm cuối năm ngoái 12-9. Đến đây thì và coi là tận 246.000. Và cuối cùng hiện nay đến cuối tháng 6 là 226. Và theo như hình như gần đây báo chí đưa tin là đang gọi là hết zoom, nên là muốn có tăng nữa thì cũng vẫn phải chờ ngân hàng nhà nước. Bên dịch vụ đúng không? Thì năm ngoái là 800 và năm nay là mục tiêu là 1.001 và tăng tận 34%, đúng không? Như vậy là mảng tăng rất là tốt. Và đến giờ thì 6 tháng năm được 520, như vậy là gọi là cũng hơi non một chút rồi, đúng không? Nhưng mà khả năng vẫn có thể được. Còn các cái kia thì mình thấy để đạt được cái 2022 là có vẻ mà xác suất hơi thấp. Và cho giải thêm nha. Còn đấy một vài thông số nó của cổ phiếu thì vẫn để 1.200 thôi. Và mình nghĩ tiếp ở trong cái buổi trưa. Cái giải pháp này rồi. À. Năm nay là sẽ 4 chi nhánh và 1 phòng giao dịch. Và đây công tác chúng ta có 4 chi nhánh, 1 phòng giao dịch đúng không? Và tùy về đề xuất. Rồi, đúng không? Như vậy là chúng ta xong cái liên quan đến báo cáo của ban giám đốc. Như vậy có thể thấy cái mức độ thì là chi nhánh hình có vẻ hơi chậm, đúng không? Tức là bây giờ so với Liên Việt thì nó cũng rất là nhiều rồi. So với mặt bằng chung là mình nghĩ là khá. Và trừ 585 phòng giao dịch bưu điện ra thì cũng có đến hơn 500 rồi. Mình chạy xuống xem như nào nhá. Và liên quan đến ban kiểm soát. Và có thể là mình sẽ đi nhanh thôi, ban kiểm soát cũng không quan trọng lắm, cũng có thể nội dung họ sẽ đa phần là làm lại phần trên.
gồm vay và trả phiếu doanh nghiệp. Chắc là Liên Việt thì hình như không cho vay doanh nghiệp mấy. Hôm nay rồi, cuốn này. Và thậm chí chứng khoán nợ của tổ chức kinh tế nó còn giảm dần cơ. Và họ chỉ duy trì bên trái phiếu chính phủ và tổ chức tín dụng thôi. Như vậy cũng rất thận trọng. Cái môn này thì hình như là sở trường Techcombank rồi. Hình như nó mảng số Techcombank rất là cao cái này. Đúng rồi, 62.000 dư nợ đến thời điểm cuối 2021 và gần như là 1/4 những ngân hàng được thống kê trên sàn, cực kỳ lớn. Techcombank hỏi dồn vào chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp, liên quan đến chứng khoán nợ, tổ chức kinh tế. Của Liên Việt họ đi hướng ngược lại, họ không quan tâm cái việc đấy nhiều cả. Vâng, chắc. Và đấy, mình cộng với gì thiếu thì phải. Theo thời điểm 30 tháng 6 xem trái phiếu doanh nghiệp có không, không có luôn, đúng không? Bây giờ thậm chí là mất luôn. Như vậy cái số này là chính xác. Coi như toàn dư nợ bên khách hàng cho vay thôi. Và như vậy cũng ok. Và chúng ta sẽ chạy tiếp xem như nào nhé. Vâng, thời điểm báo lập báo cáo là 12.000, bây giờ giờ phút này là phải 15 rồi. Hàng năm thì cứ cổ chức cổ phiếu 12 hoặc 15 trăm năm. Nhưng mà năm tới hoàn toàn có thể sẽ lên khoảng